cơ sở, cơ sở. Hào là cái xã uống luôn. Đây là cơ bây giờ em sẽ cắt thêm cái cây bạc hà này nữa này mọi người. Thêm một nhánh này nữa. Cắt thêm nhánh này nữa đi. Là hai nhánh bạc hà. Đây là vườn rau mini của em nha mọi người. Cây ớt nó ra bông mà nó rụng quá trời, nó không có mọc. Được cây sả này mọi người. Cây sả này rất là uống nu luôn, bự hơn cái ngón tay cái của em nữa. Mà em để dành nè mọi người, không nhớ máy. Hôm bữa em Huyền có đi siêu thị mua cái chậu cá hồi á mọi người, thì hôm nay em Huyền nấu món lẩu Thái giải chiến nha mọi người. Như thương em Huyền nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho em Huyền nha, nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha. Mời mọi người ăn cùng vợ chồng em Huyền nha. Mời mọi người bây giờ sẽ bỏ đầu cá hồi vô trước mọi người. Có giặt nguồn nữa mọi người. Miền Tây gọi là gì nữa tự nhiên quên. Miền Tây gọi là bạc hà, còn miền ngoài người ta gọi là giặt nguồn á mọi người. Khỏi cái phân công ty ra tưởng sao mình khoan chân chồng em Huyền đói dữ lắm mọi người ơi, tại vì trời em Huyền quay phim á đói lắm rồi mặt cũng không được vui nữa. Mấy sinh của lòng sinh sư được. Chọn miền đồ ăn sống này nè mọi người. Cái này không có ăn sống được. Cái phần thịt quá xì. Chín chi. Chọn mấy miền đồ ăn sống cái cá hồi mọi người. Cái đầu thì không có đừng, không nên ăn sống. Thì nào mà cái mình á, cái mình thịt á thì ăn sống được. Sinh sư sinh thị mà. Em Nguyễn có chặt cây chuối mà em lót hả mọi người? Xóa nó phân chim chim ra. Một nồi chà phá mọi người. Bỏ hết đậu bắp vô luôn. Đậu bắp phải vô hết luôn. Không thể nào mà thiếu chén nước mắm ớt gai như mọi người. Ăn cái này mà ăn cái ăn món gì cũng vậy, cũng phải có nước chén nước mắm. Và nói mà nước miếng có phúng ra mọi người. Nãy
gia đình có ăn cháo rồi mọi người, ăn cháo ốc heo. Bây giờ là cá hồi chín rồi mọi người, cho nên em sẽ gắp cá mồi nha. Không, cá hồi chứ, cá mồi. Để mà là cá hồi nát luôn, tại vì cá hồi dễ chín. Xin chào ông bà. Bà đi tao xuống. Dạ. Dạ, tới cái sở gì đâu. Xin chào ông bà đây. Xin chào ông bà. Sở gì á? Bà thăm tôi không? À, bây giờ tôi. Xin chào ông bà đây. Ở đây. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Yeah. Mời mọi người ạ. Mời mọi người ăn lẩu. Ăn lẩu. Hả? Chào bác. Con em thì không có ăn được nha mọi người. Tại vì mới hết sốt á. Với lại cay lắm. Chăm đi nước mắm nha. Chăm đi hồ la. Hồ la, hồ la có nụ xương. Thank you.
mình chấm nước mắm nữa. Có rất là nhiều người ta không muốn ăn. Mẹ chồng em nó không có ăn, mọi người không có ăn món Việt Nam. Còn ăn thử thì mẹ chồng em Việt không có ăn món Việt Nam, mọi người chỉ có chồng em Việt mới ăn thôi. Còn bên chồng của em Việt nó không có ai ăn cho mình. Người ta nói là ăn cái đồ quỷ gì á. Ta không có ăn quen á. Người ta nói vậy đó mọi người. Còn chồng em Nguyễn thì chồng em Nguyễn cái gì cũng ăn hết trơn. Cái này là nấu hơn cái kiểu này. Cái này là hậu sư. Cái này là hậu sư. Cái này là hậu sư.
比吃的那个是要轻一点，以前那个它弄完之后腥味很少，吃起来就是也有腥味，但是没有那么重。这个如果你不用酱油的话，你吃起来就是好吃的，有腥味。这个是鱼露。是啊，没有放酱油的话就很重的那个鱼腥味，吃不了。我们那是ăn lẩu gì phải tạch rồi, nhưng mà có nước mắm á sẽ không tạch. Sao bây có nước mắm gì? Sao bây chưa nói gì à? Mà mau phân lẻ ăn chưa? Đấy chắc. Nên thì chắc phân bút chín lại, nếu mà lại chắc phân bút tẩu rồi à. Chắc sân được, sân được bây giờ lau chén này. Ta tả khai là chưa như sổ rồi. Không biết mà nó hơi sổ. Ta tả. Sao mà?这里有，等一下妈妈把它拿给你。能不能吃？就少点，不要吃太多，干冰完了能吃的那么多。爸爸。有小白在你肚那里，要很脏了。看着，慢慢退凉了，等你。我的筷子露。放一会儿，然后去当牛嘛，我。去当牛呢？去当牛呢？去当狗。我会，trời ở ngoài đang mưa mọi người, mà có một nồi đậu như thế này là ngon hết, nhất cái nắp luôn. Nói nữa ngon, ngon hết sảy con mà bảy. Thank you.
dọc vào. Dạ, vì những cái này thôi mình cứ xử. Chồng em đòi phân, chồng em đòi để cái lá chú vô trụng luôn mọi người. Cười chết thì được. Chơi gì đó, chào bè. Nó đi. Này bé Suan mấy rồi? Mấy rồi, bé Suan rồi. Mọi người bị sốt.
chồng em á. Em thức nguyên một đêm luôn rồi. Em thức nguyên một đêm luôn, em không có ngủ luôn á. Rồi đó, sáng em đâu có dậy nổi đâu. Cái chồng em mới dẫn con em đi đi khám bệnh luôn. Còn em ở nhà em ngủ.晚上不能吃饭的，还要加。妈妈，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 ăn gan nhiều lắm rồi, bỏ gan nhiều lắm mới ngon. Đầu cá rất là ngon, rất là béo. Tiền cầm cái đũa lâu quá thì cái tay, cái tay của ông Miền sẽ bị tê luôn mà. Từ hồi mà anh Miền xanh dây xong á thì bàn tay của anh Miền rất là tê luôn. Lúc mà có bầu á là anh Miền chỉ ăn mình ngủ thôi mà không có ăn đũa được, tại vì cầm đũa tay chân nó rất là tê luôn. Của em Miền hôm nay đến đây thôi, cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ anh Miền trong thời gian qua. Mọi người yêu thương gia đình nhỏ của em Miền thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho em Miền, nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha. Thì bây giờ chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.